Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup của Việt Nam đá với Thái Lan tại sân Mỹ Đình. Không biết trận này đấu sẽ như thế nào đây, nhưng mà chúng ta sẽ quyết tâm chiến thắng trong lượt đi để lượt về dễ đá hơn. Với lại chúng ta sẽ đá trên sân khách, sân của Thái Lan, sân có mặt cỏ rất là ok. Cho nên việc thắng ở sân Mỹ Đình là quyết tâm lớn nhất. Mới đầu thì vào sân thì Terasin Danda đã cho Việt Nam một cái gáo nước lạnh sau khi anh này dựng sút vào góc xa cực kỳ móc đánh bại thủ thành Nhân Lâm 1-0 cho Thái Lan. Thấy nó ghê chưa? 1-0 cho Thái Lan. Chưa hết. Qua vào phút 13, Thái Lan lại tung ra một cái đường chuyền chọc khe thật là thông minh. Và cầu thủ tiền đạo bên phía Thái Lan đã thoát xuống và dùng kỹ thuật của mình lóc bóng qua đầu thủ môn và đưa trái bóng từ từ lăn vào lưới và 2-0 cho Thái Lan. Chết mẹ chưa, Việt Nam bây giờ nó toang mẹ rồi. Khi bắt vào phút thứ 33 thì Thái Lan lại chọc một đường chọc khe xuống nữa và một mình anh Terasin Danda này giữa vòng vây của bốn hậu vệ bên phía Việt Nam lại tung ra một cú sút chéo góc lại đánh bại anh Đặng Dương Lâm lần thứ ba và anh này có một cú hat-trick. Thái Lan 3 Việt Nam. Đến sau đó khoảng 10 phút thì anh Quang Hải được một cú đá phạt ở ngoài vùng cấm ở khoảng cách khoảng 37 mét. Anh Quang Hải tung ra một cú sút trái phá đi vào góc chữ A khung thành đánh bại thủ môn bên phía Thái Lan, gỡ về cho Việt Nam 1-0. Thật là một bàn thắng tuyệt vời, một bàn thắng đẳng cấp, không thể chê nổi đâu được, quá tuyệt vời. Nhận đường chuyền của anh Quế Ngọc Hải, anh tiến lên băng vào giữa vòng vây của các hậu vệ bên phía của đội tuyển Thái Lan và tung ra một cú đánh đầu không cần dầm nhảy vào thẳng vào lưới ở góc gần, ở cự ly rất gần, khiến thủ thành của Thái Lan chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới và tiếc nuối. Kết quả Việt Nam 2, Thái Lan 3, Thái Lan chiến thắng ở Việt Nam với 3 bàn và Việt Nam chỉ được 2 bàn. Như vậy, Thái Lan đã có một cơ hội rất là lớn khi họ ghi tới 3 bàn trên sân khách. Và chiến thắng với cách biệt một bàn, họ sẽ có một lợi thế vô cùng lớn khi họ quay về sân nhà của họ. Và họ chỉ cần cầm hòa hoặc là ít ra hòa có bàn thắng, Việt Nam vẫn cứ thua và Thái Lan lại lên ngôi AFF Suzuki Cup lần nữa.